Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 2 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ đại hội đến nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên làm việc với lãnh đạo khu công nghiệp Thăng Long 2. Hưng Yên phấn đấu lọt top 10 tỉnh có chỉ số PCI. Những người tận tâm phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội. Quá tải gây chập cháy đường dây tải điện tại một số công sở. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Ân Thi từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Trong nửa đầu nhiệm kỳ đại hội qua, Đảng bộ huyện Ân Thi đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề, chương trình đề án của tỉnh ủy, huyện ủy sát với thực tế của địa phương. Hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 85% chính quyền vững mạnh. Về phát triển kinh tế xã hội, đã có 8 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cơ bản hoàn thành và vượt mức đề ra. Thu nhập bình quân đầu người trên năm đạt 71 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước từ năm 2021 đến nay đạt gần 1.140 tỷ đồng, đạt 103%. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%, quốc phòng an ninh được giữ vững, thực hiện hai khâu đột phá về phát triển kinh tế xã hội do Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Huyện Ân Thi đã triển khai 12 dự án giao thông với kinh phí hơn 480 tỷ đồng. Huyện Ân Thi hiện có 7 khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp được chính phủ phê duyệt. Đến nay, đã có 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp được khởi công và đang tiến hành công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 3. Ân Thi là điểm sáng nhất trong công tác giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp của toàn tỉnh. Qua đó, tạo tiền đề thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, kinh tế nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, quy mô, trình độ cao hơn. Trên địa bàn huyện hình thành nhiều vùng trồng cây ăn quả, mô hình chăn nuôi có quy mô lớn tại các xã Cẩm Ninh, Đa Lộc, Hạ Lễ, Tiền Phong. Tuy vậy, vẫn còn những khó khăn thách thức lớn đặt ra với huyện Ân Thi như cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu còn chậm, chậm điều chỉnh quy hoạch phát triển, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trong thời gian tới, nhiều khu cụm công nghiệp đi vào hoạt động, huyện Ân Thi có khả năng sẽ tiếp thu lượng lớn dân số cơ học. Đây là thách thức cho địa phương, nhất là vấn đề an sinh xã hội, vệ sinh môi trường. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, xây dựng huyện Ân Thi trở thành huyện công nghiệp là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ dài kỳ. Hiện nay, Ân Thi vẫn là huyện nông nghiệp, nhiều chỉ tiêu vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của tỉnh. Huyện Ân Thi cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, công nghiệp trọng điểm. Đồng tình với ý kiến góp ý của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, muốn vượt qua những thách thức hoàn thành mục tiêu đề ra, Đảng bộ chính quyền huyện Ân Thi cần có sự đoàn kết, nâng cao năng lực trình độ, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xây dựng bộ máy hiệu lực hiệu quả. Các nội dung chính về buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên với Ban Thường vụ Huyện ủy Ân Thi chúng tôi sẽ phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp làm việc với Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2, Hiroshio Shima Masuka cùng một số doanh nghiệp công nghệ cao trong khu công nghiệp. Lãnh đạo khu công nghiệp Thăng Long 2 cảm ơn tỉnh Hưng Yên đã quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động cũng như việc mở rộng khu công nghiệp thời gian qua. Ông Masuka cũng bày tỏ sự vui mừng về việc hệ thống giao thông đang được tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh đầu tư, góp phần thúc đẩy giao thương, kết nối cho các doanh nghiệp. Đại diện khu công nghiệp và các doanh nghiệp cũng kiến nghị đề xuất các vấn đề về đảm bảo an toàn giao thông, cung ứng điện và một số vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh Hưng Yên chủ trương đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống giao thông, trong đó có đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài qua khu công nghiệp Thăng Long 2. Dự án này
dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành, giúp việc di chuyển từ khu công nghiệp đến nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ mất khoảng 7 phút. Bên cạnh đó, dự án nâng cấp mở rộng đường nối hai cao tốc cùng đường bên với mặt cắt ngang lên đến 80 mét được định hướng trở thành đường cao tốc sẽ mở ra không gian phát triển mới với nhiều khu cụm công nghiệp hai bên, tạo thành khu phức hợp phát triển công nghiệp theo như truyền thống của người Việt Nam là buôn có bản, bán có phường. Tỉnh Hưng Yên chủ trương đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường và cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giải đáp một số ý kiến kiến nghị cụ thể của lãnh đạo khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp. Sáng nay, Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 NQ-TVK ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế họp phiên thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Hưng Yên chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2013 đến nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với 7 nước lên đối tác chiến lược hoặc đối tác chiến lược toàn diện và 7 nước lên đối tác toàn diện, góp phần tạo ra mạng lưới đối tác chiến lược đối tác toàn diện với 33 nước, trong đó có tất cả các nước lớn, chính thức tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như tham gia sâu rộng vào nhiều hiệp định thương mại tự do FTA và liên kết thương mại thế hệ mới tiêu chuẩn cao như CPTPP, EVFTA, góp phần củng cố và tăng cường cục diện đối ngoại thuận lợi, rộng mở cho phát triển đất nước. Tại Hưng Yên, trong 10 năm thực hiện hội nhập quốc tế đã đạt được nhiều thành tích nổi bật về kinh tế, tốc độ tăng trưởng của tổng mức hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2023 luôn vượt mức kế hoạch đề ra, sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng ở mức khá, thu hút được nhiều dự án có vốn đầu tư lớn như công ty cổ phần Daikin, công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam. Tỉnh Hưng Yên cũng đã chủ động phát triển quan hệ với nhiều đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ, Singapore. Ngoài ra, các lĩnh vực khác cũng được tỉnh quan tâm và đẩy mạnh các hoạt động hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá các kết quả, những tồn tại, hạn chế và các bài học kinh nghiệm rút ra trong triển khai nghị quyết số 22, đề xuất những chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới để ban chỉ đạo báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Sau 2 năm triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tỉnh Hưng Yên đạt được những kết quả vượt bậc. Tiếp nối kết quả này, tỉnh Hưng Yên đề ra mục tiêu phấn đấu những năm tiếp theo sẽ lọt vào top 10 địa phương có chỉ số PCI cao nhất cả nước. Sau 2 năm thực hiện đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI giai đoạn 2021-2025 với quyết tâm chính trị cao độ và nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả, chỉ số PCI của Hưng Yên từ hạng 53 đã vươn lên hạng 14, xếp vào nhóm tốt của cả nước, vượt mục tiêu đề ra. Từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2023, thu hút hơn 200 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 6,8 tỷ đô la Mỹ, đạt trên 60% kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025. Tuy vậy, một số chỉ số thành phần vẫn ở mức rất thấp hoặc bị giảm điểm. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu những năm tiếp theo, chỉ số PCI của Hưng Yên lọt vào top 10 cả nước. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm được đề ra là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng các khu cụm công nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng thực hiện các thiết chế pháp lý và đảm bảo an ninh trật tự. Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào vừa ra nghị quyết số 22 ngày 12 tháng 7 năm 2023, phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Theo đó, điều chỉnh từ 73 lên 85 chương trình dự án với tổng mức vốn đầu tư không thay đổi là trên 1.455 tỷ đồng. Trong đó, vốn cơ bản xây dựng tập trung là gần 13 tỷ đồng, còn lại là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Về điều chỉnh vốn tăng 50 tỷ đồng với 15 công trình, trong đó 2 công trình vốn xây dựng cơ bản, 13 công trình vốn thu từ nguồn sử dụng đất và giảm trên 50 tỷ với 36 dự án. Điều chỉnh từ 6 công trình đã phê duyệt sang 4 công trình mới trong danh mục hỗ trợ đầu tư các công trình xây dựng, chỉnh trang nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh. Dự kiến, nguồn thực hiện chi các công trình trong năm 2023 là 1.000 tỷ đồng, còn lại chuyển sang năm sau. Để thực hiện mục tiêu này, chính quyền, các cơ quan chức năng chủ đầu tư,
các đơn vị thi công tập trung khắc phục tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ thi công làm cơ sở giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quy hoạch di chuyển sản xuất trong khu dân cư ra khu làng nghề năm 2006, đã giúp hơn 30 thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Làng nghề có tổng diện tích 2,8 hectare. So với khi mới hoạt động, đến nay quy mô sản xuất đã tăng lên từ 3 đến 4 lần. Trong khi đa số doanh nghiệp nội địa phải cắt giảm quy mô do khó khăn, thì các thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn làng nghề Đông Mai vẫn giữ ổn định được sản xuất cho mình và tạo việc làm cho gần 500 lao động. Đa số là người dân trong thôn, trong xã, với thu nhập bình quân từ 8 đến 12 triệu đồng một người trên tháng. Lao động đây thì cái thứ nhất là cái môi trường nó cũng tốt, và cái thứ hai là cái phần lao động thì nó cũng hiệu quả. Chúng tôi xuống đây tập trung làm cái cơ sở dưới này. Nói chung là sự phát triển của gia đình, các hộ gia đình chúng tôi đáp ứng được kinh tế của gia đình. Sản lượng bình quân mỗi năm sản xuất tái chế được 60.000 tấn kim loại màu các loại như đồng, nhôm, kẽm, chì. Sản phẩm sản xuất ra ngoài tiêu thụ tại thị trường nội địa còn xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Ý thức được là ba cái việc là xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn theo như cái DTM đã cho phép chúng tôi. Sau khi một thời gian các đoàn thanh tra kiểm tra thì cũng công nhận là chúng tôi làm đạt được hiệu quả rất tốt. Giữ vững nhịp độ sản xuất trong khoảng thời gian khó khăn vừa qua là một thành công lớn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không vì thế mà chủ quan, bởi trước đòi hỏi ngày càng cao từ thị trường, doanh nghiệp phải tiếp tục đẩy mạnh đầu tư máy móc công nghệ mới để nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng chung ấy là phải xuất được khẩu ra nước ngoài thì để tăng cái nguồn thu nhập cho các cái cổ đông và làng nghề của chúng tôi. Thế và cái chủ yếu là chúng tôi sẽ làm tốt cái vấn đề cái môi trường và giữ vững được cái an ninh chính trị và cái thu nhập của các cái cổ đông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 6 di tích lịch sử và di tích kiến trúc nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Các di tích được xếp hạng gồm di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, di tích lịch sử Nghè Bà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, di tích lịch sử đền Bắc Kinh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, di tích lịch sử đình Triều Đông, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, di tích lịch sử nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Hồng Tiến và di tích lịch sử đình chùa Miếu Hạ Cát, xã Túng Phan, huyện Phù Cừ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Phù Cừ, Khoái Châu, Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ và Ủy ban Nhân dân các xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh đã có 271 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Thời gian qua, cán bộ, viên chức, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Công tác Xã hội tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, làm tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội. Hơn 20 năm sống trong trung tâm, bà Nguyễn Thị Nga quê ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, năm nay đã 80 tuổi, bị mù cả hai mắt nhưng vẫn cảm nhận được những tình cảm của đội ngũ cán bộ trung tâm dành cho mỗi thân phận nơi đây. Dù mỗi đối tượng sống trong mấy nhà chung này đều có câu chuyện số phận riêng, nhưng họ đã tìm được một chỗ nương tựa, được cán bộ, viên chức, nhân viên của trung tâm quan tâm chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe. Các cô cán bộ giúp đỡ cho ăn, cho uống, cho thuốc men, còn thì nhà bếp thì nấu nướng. Tôi thì cái sức khỏe của tôi yếu, nên là cứ thuốc luôn, nằm nào cũng phải đi viện, nên là cơ quan cũng vất vả với tôi, cái tội đi viện đau tiền đỉnh ấy. 14 năm gắn bó với nghề, là ngần ấy năm chị Lê Thị Minh Phượng, y sĩ đa khoa chuyên chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng. Chị chia sẻ với công việc nếu đội ngũ phục vụ nơi đây không có tâm thì sẽ khó gắn bó với công việc này. Một số người già yếu, đối tượng tâm thần rất khó khăn trong việc ăn uống, mỗi đối tượng đều có phương pháp chăm sóc khác nhau, nhất là các cụ bại liệt,
từ ăn uống, tắm rửa phải áp dụng đúng phương pháp. Công việc của chúng tôi ở đây thì rất là khó khăn. Con người ở đây thì không giống như người bình thường. Họ di chuyển đi lại, ăn uống đều rất là khó khăn, cần chúng tôi hỗ trợ. Mà đội ngũ cả nhân viên y tế của chúng tôi thì lực lượng cán bộ đấy rất là mỏng, cũng phải chăm sóc từ A đến Z. Trung tâm hiện đang quản lý chăm sóc và nuôi dưỡng gần 100 đối tượng bảo trợ xã hội. Những mảnh đời bất hạnh này đã được sưởi ấm bằng tình yêu thương, sự tận tâm trách nhiệm của những cán bộ viên chức nhân viên trung tâm, đa số là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 16 tuổi không có người nuôi dưỡng, luôn nhận được sự ấm áp từ những tấm lòng của đội ngũ cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội dành cho họ. Đã có nhiều vụ việc xảy ra quá tải dây dẫn điện, thậm chí cháy đường dây, không chỉ làm gián đoạn hoạt động mà còn gây thiệt hại về kinh tế. Mới đây nhất là vụ cháy đường dây điện tại xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Qua vụ việc này, cảnh báo những trụ sở cơ quan đã xây dựng lâu năm nhưng chưa cải tạo hệ thống điện cần quan tâm nhằm tránh thiệt hại như đã nêu. Đây là hình ảnh lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7 tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Phượng, huyện Tiên Lữ. Vụ cháy dây truyền tải điện đã ảnh hưởng đến các hoạt động chính của Ủy ban Nhân dân xã bởi nền nhiệt độ trong không khí lúc này đã trên 30 độ C. Máy tính, máy in không hoạt động được, trong khi trên 80% phần việc có liên quan là nguyên nhân khiến cơ quan phải dừng hoạt động. Thời gian mà nhân viên ngành điện đến xử lý là 5 giờ, hệ thống điện tại đây mới được cấp trở lại. Chắc chắn thì Ủy ban xã cũng sẽ phải có kế hoạch để tu sửa, bởi vì nếu không có điện thì không thể làm gì được. Được biết trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Minh Phượng xây dựng đã trên 20 năm, thiết kế đường điện lúc này chưa tính toán đến vụ tải lớn là hệ thống điều hòa không khí cũng như máy in, máy tính như hiện nay. Trụ sở trạm y tế xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ cũng là công trình tiềm ẩn nguy cơ đường dây điện chập cháy bất cứ lúc nào bởi công trình đã được sử dụng tròn 30 năm. Việc cấp điện cho hai điều hòa cũng chỉ là tạm bợ với việc đấu nối sơ sài. Bên cạnh đó, trần thấm nước cũng gây nguy cơ mất an toàn tại nơi đây. Tôi mong muốn được các cấp trên quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại trạm y tế mới để đảm bảo cái cơ sở vật chất để trạm làm tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Khuyến cáo của ngành điện trong việc khai thác và sử dụng điện tại các cơ quan có hạ tầng cũ nát đang là vấn đề cần được quan tâm, đặc biệt lắp đặt thiết bị bảo vệ chống quá tải, có tư vấn thiết kế thi công chuyên ngành điện. Để đảm bảo an toàn thì hệ thống điện của cơ quan doanh nghiệp nói chung khi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa cần có một cái đơn vị chuyên môn tư vấn thiết kế và thi công đảm bảo đúng theo quy định. Vật tư thiết bị được lắp đặt vào trong công trình thì phải đảm bảo theo đúng theo tiêu chuẩn. Thiết kế hệ thống điện thì phải tính dự phòng cho phát triển phụ tải sau này. Các cái điểm nút của hệ thống mạng điện thì cần phải lắp đặt các cái thiết bị bảo vệ chống chạm chập quá tải. Ví dụ như là hệ thống điều hòa, hệ thống âm thanh và một số hệ thống khác có công suất lớn thì cần phải đánh giá lại toàn bộ cái hệ thống điện của mình. Để bảo đảm an toàn điện đối với trụ sở các cơ quan luôn cần được quan tâm, không chỉ góp phần giảm thiệt hại khi xảy ra cháy nổ mà còn đảm bảo hoạt động liên tục của cả bộ máy của cơ quan đó. Thiết nghĩ, khuyến cáo của ngành điện trong sử dụng điện là không nên dùng đồng thời toàn bộ thiết bị điện công suất lớn ở mức cao nhất, cũng là biện pháp góp phần giảm bớt nguy cơ cháy nổ do đường dây quá tải tại các trụ sở có tuổi đời trên 10 năm. Ngày 1 tháng 8, đối tượng lái ô tô gây tai nạn khiến hai cháu bé ở huyện Ân Thi tử vong đã ra trình diện và cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ để lấy lời khai. Lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn được xác định tên là Ca, sinh năm 2004, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Tài xế khai nhận trước khi lái xe và gây tai nạn có uống rượu với bạn bè. Trước đó, ngày 30 tháng 7, trên tuyến đường 376 đoạn qua xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai bé trai tử vong. Lúc đó, người dân nhìn thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda mang biển kiểm soát 89A-19718 đi tốc độ cao theo hướng thị trấn Ân Thi đi thị trấn Yên Mỹ. Khi đến gần ngã tư Cống Tráng, ô tô đã lao sang làn đường đối diện, va quệt với một số phương tiện, trong đó đâm trực diện vào xe điện do hai em nhỏ điều khiển. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.